Các em thân mến, hôm nay thầy và trò chúng ta lại trở về bài vẽ trang trí. Trang trí hội trường. Thầy cho các em xem một số những cái bài mô hình về hội trường. Hội trường lễ Giáng sinh. Trường sân khấu biểu diễn thời trang. Lễ quốc tế thiếu nhi. Đêm hội trăng rằm. Em lưu ý cho thầy là chúng ta có hai dạng trang trí hội trường. Cái dạng thứ nhất là trang trí theo dạng sân khấu trình diễn thời trang ca nhạc, và dạng thứ hai là được trang trí theo dạng hội nghị họp tổ chức khai mạc buổi lễ meeting. Và chúng ta cũng lưu ý cho thầy là chúng ta sẽ có hai cách trang trí hội trường. Một là trang trí đối xứng, và thứ hai là trang trí không đối xứng. Nhìn vào ba hình sau đây là các em hãy nói cho thầy hình nào là trang trí đối xứng và hình nào là trang trí không đối xứng. Đây là dạng trang trí đối xứng. Dạng trang trí không đối xứng. Chúng ta nhìn và chúng ta quan sát, theo sự quan sát của chúng ta thì chúng ta sẽ phân tích hội trường được chia làm mấy phần. Chúng ta có thấy hai phần ha, sàn sân khấu và phông màu. Chúng ta tiếp tục quan sát hội trường và cho biết phần sân khấu có vị trí như thế nào so với mặt bằng. Trên sân khấu phần nào có tỷ lệ nhiều nhất? Sân khấu cao hơn nền hội trường. Phông có tỷ lệ cao hơn mặt sàn sân khấu. Để lên hội trường dễ dàng, chúng ta phải sử dụng cầu thang. Diện tích cầu thang ra sao? Đó là diện tích cầu thang phải rộng. Chúng ta nhìn vào hình và hãy cho biết hội trường có những gì. Tùy vào buổi lễ, hội trường thường có ảnh hoặc tượng, khẩu hiệu, biểu trưng, bàn, bục, hoa, cây cảnh. Trang trí hội trường phần nào là quan trọng nhất? Phần chữ giữ vai trò quan trọng trong trang trí hội trường. Nói tóm lại, để làm được một bài trang trí hội trường, chúng ta phải thực hiện các bước sau. Tìm và chọn nội dung, tìm bố cục, phân mảng chính phụ, tìm hình, và cuối cùng là chúng ta vẽ màu. À,
tương tự chúng ta thực hiện những bước tìm và chọn nội dung, kẻ khung, tranh, phân chia tỷ lệ, phong màn và sàn sân khấu. Bước 2, tìm bố cục, phát các mảng hình chính và mảng phụ. Chúng ta tìm hình. Chúng ta sẽ vẽ màu. Ở phần thực hành, chúng ta sẽ vẽ bài trang trí hội trường theo nhóm khổ giấy A3, tự chọn nội dung và chúng ta vẽ màu. Về nhà, chúng ta hoàn thành bài trang trí hội trường, các em đọc và chuẩn bị trước bài tiếp theo, bài vẽ biểu trưng. Phần bài học của chúng ta đến đây là hết. Thân ái chào các em.